Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn Pháp không quên mất chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn tánh luôn luôn xả chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn quả dự lưu chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn quả nhất lai bất hoàn A-La-Hán chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn quả vị độc giác chỉ rõ niết bàn phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn trí nhất thiết chỉ rõ niết bàn ngăn chặn trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chỉ rõ niết bàn phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn tất cả hạnh đại bồ tát chỉ rõ niết bàn Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì đại Bồ Tát ở địa vị bất thú truyền mà ngăn chặn quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chỉ rõ niết bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì đại Bồ Tát ở địa vị bất thú truyền mà ngăn chặn tất cả pháp hoặc thế gian hoặc xuất thế gian hoặc cộng hoặc bất cộng, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi chỉ rõ niết bàn. Hết quyển thứ 328.